Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Tiki Audio. Và hôm nay bên Tiki Audio có nhận một đơn hàng của anh Long. Vâng, anh Long, anh ở Khánh, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Sau khi anh có theo dõi bên công ty chúng em có những cái sản phẩm về hỗ trợ về các thiết bị âm thanh karaoke, thì anh có đặt với cho mình một combo gồm hai món, đó là một chiếc lọc 1802 đến từ Pioneer và một chiếc nâng tiếng CB600. Một sự kết hợp này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm nghe nhạc vô cùng chi tiết và tuyệt vời. Về con Pioneer 1802 này, nó sẽ được sở hữu cho mình một cái màn hình LCD, và nói về cái màn hình này, nó sẽ hiển thị đầy đủ như là các tính năng như là chọn các đường vào này. Đấy. Và có low và high, nó sẽ thiên về trống và chép và direct này. Direct có nghĩa là chúng ta sẽ để cho tín hiệu đi không đi qua lọc, có nghĩa là nó đi thẳng. Nó sẽ chưa xử lý một tí thì cái tín hiệu âm thanh nào. Khi chúng ta ấn EQ thì nó sẽ xử lý. Chúng em sẽ tăng volume và cho các anh em đánh giá cũng như là so sánh luôn cái hai cái nút này. Direct là lọc không hoạt động nữa, còn EQ lọc sẽ bắt đầu hoạt động xử lý âm thanh. Và nút bật tăng nguồn đây. Và sóng nhạc theo nhạc nhé, nó có một cái hiện, nếu mà nhạc vào nó sẽ hiển thị cái chữ equalizer này rất là đẹp mắt. Màn hình này thì các bác về có thể bóc cái siêu này đi, nhìn nó rất là sáng. Con này thì sẽ là 40 cần và mỗi một kênh là 20 cần để chúng ta tinh chỉnh. Nó được chia làm 3 phần cơ bản nhất, đó là từ 20 cho đến 450 này. Đấy, chúng ta nói là giải trống, giải thấp, còn từ 450 cho đến khoảng độ tầm 4,5 thì nó sẽ là giải trung, và đến 6K sẽ là giải trung, và từ 8K đến 20K nó sẽ là giải cao. Cái này tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái sở thích nghe thì chúng ta sẽ chỉnh. Còn em đã chỉnh cái căn bản nhất là sẽ dìm cái giải trung xuống một tí và đưa giải chép và giải trống lên để cho chúng ta nghe rõ về trống và chép, nó có sự tách bạch và nó chi tiết hơn. Trống thì sâu, còn chép thì nó tí cách. Đây là cách cơ bản chỉnh như vậy. Còn về cái mặt sau thì mặt sau của sản phẩm này thì các bác anh em có thể thấy đường tín hiệu vào toàn bộ bằng AV, rất là dễ sử dụng. Bên này là 4 đường vào và bên này là 2 đường ra, đều bên này sẽ lấy tín hiệu từ TV hoặc là điện thoại của chúng ta vào, còn đường này là đường xuất xuống vang hoặc xuất xuống âm ly của chúng ta. Với con này thì hiện tại bên chúng em đang bán ra với cái giá là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng thì các bác anh em sẽ sở hữu được một cấu hình như này. Và tiếp đến là chiếc nâng tiếng CB600. CB600 này là đến từ thương hiệu TD Acoustic của Canada, hàng nhập khẩu, hàng chính hãng, được chia làm hai phần cơ bản, đó là chỉnh như là low này, là trống này, trống và chép nó sẽ để ra hai bên, còn ở giữa là tuner và production, nó sẽ là giai điệu nhạc và nghe nhạc về cái trường phái nào, như là production như classic và pop sẽ là nhạc đương đại và dân gian, còn bên này sẽ chỉnh cái giai điệu như là từ dao động từ 1K hẹp đến 8K hẹp. Và các nút chức năng như là đây, đây là để nâng tiếng xử lý và đây là sẽ không xử lý. Cái nâng tiếng này chúng ta có thể ghép trên vang hoặc dưới vang cũng được, để chúng ta nếu mà ghép dưới vang thì chúng ta có thể chỉnh được tiếng mic từ những cái này. Tông mic cũng rất là hay, nếu mà ghép bên dưới thì nó xử lý ra tiếng mic, thì con này nâng cái tiếng mic lên rất là hay. Còn nâng ghép bên trên thì nó sẽ nâng cái tiếng nhạc cực kỳ chi tiết. Bên này là phần sub bass này có thể các bác có thể đánh được sub điện và cũng có thể đánh được sub hơi khi ghép nối trực tiếp với con đẩy nhà mình qua đường này. Nó có cắt tần số và to nhỏ volume này rất là chi tiết, và có hai bóng đèn đây. Con này thì hiện tại bên chúng nó đang bán ra với giá là 1.750.000 đồng, và tổng đơn hàng này của anh Long thì sẽ là 1.400.000 cộng với 1.750.000. Chúng em test xong thì chúng em sẽ gửi hàng đi cho anh Long. Cảm ơn anh Long đã đến với Tiki Audio. Em rất là cảm ơn thay mặt bên công ty Tiki Audio, xin cảm ơn anh Long rất là nhiều. Các anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới số hotline chúng em thường để bên dưới mô tả cũng như là ở bên dưới video, để các anh em có thể để lại comment hoặc là gọi trực tiếp cho chúng em khi muốn đặt những sản phẩm như thế này. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip sau.